cho tập 8 Running Man Việt Nam mùa 2 bằng một thử thách vận động sức lực của toàn bộ cơ thể với khả năng phán đoán định hướng khó nhằn. Trong trang phục quần áo ngủ cùng với chiếc bịt mắt, liệu rằng các chiến binh sẽ phải chinh phục điều gì ở phía trước khi phải liên tiếp lộn nhiều vòng như vậy? Chứng kiến voi biển thi triển chiêu lăn lộn, Thúy Ngân có phần phấn khích và liên tục cổ vũ. Đúng rồi. Thỏ đen cũng bất ngờ và tỏ vẻ ngưỡng mộ với phần thực hiện của thỏ trắng. Khởi động ngày mới với ưu thế sẽ dành cho người chiến thắng, những bất ngờ thú vị vẫn còn ở phía trước. Công viên nước chính là điểm đến tiếp theo của Giang Cát khi rời khách sạn. Những thử thách tiếp theo liên quan đến nước liệu có phải là lợi thế của game này chính là khả năng bơi lội và sự uyển chuyển linh hoạt hơn là sức mạnh về cơ bắp và trí tuệ. Xét về mặt thể lực thì đội cam Carib voi biển có thể thấy chính là đội 19-10 với đội xanh lá Thúy Ngân và Liên Vĩnh Phát. Voi biển Liên Vĩnh Phát Thúy Ngân ở những tập trước cho thấy rõ thể lực rất tốt trong phần chia sẻ bản tên. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ tiếp tục giành chiến thắng dưới nước. Công bằng và cơ hội dành cho kẻ yếu sẽ được quyết định chăng? Có thể thấy trong teaser tập 8 hé lộ về những khoảnh khắc ăn mừng vui sướng của đội xanh Thỏ Đen và Trường Giang và đội tím Lan Ngọc Thỏ Trắng. Điều gì đã xảy ra? Có phải chăng đây là lần đầu tiên thằng xui xẻo từ bỏ Ngô Kiến Huy và anh già Trường Giang không? Số viên đá năng cấp của mỗi thành viên đang có sự chênh lệch khi kẻ ăn không hết, người lằn không ra. Tập 8 này sẽ quyết định thay đổi hoàn toàn thế cục hay có những bước phá ngoạn mục gì? Những pha đấu đố nhau đầy kịch tính, mang rượt đuổi gay cắn, chiến lược chiêu trò sẽ mang đến cho khán giả một tối cuối tuần thư giãn và thú vị. Rất nhiều tình tiết hài hước hấp dẫn sẽ chờ chúng ta vào tập 8 Running Man Việt Nam mùa 2.